Chị Salam sống ở một khu ổ chuột gần một bãi rác thải ở ngoại ô thủ đô New Delhi cho biết, các giáo viên thường không nhận dạy con em của những gia đình nghèo bởi bọn trẻ luôn bị chê là bẩn thỉu. Các thầy cô nói rằng họ không nhận chúng bởi chúng bẩn và sẽ làm ảnh hưởng tới các học sinh khác. Vì vậy con tôi đành phải ở nhà. Tại Ấn Độ, khoảng 70% dân số sống với mức thu nhập dưới 2 đô la Mỹ một ngày. Do đó, các bậc phụ huynh thường rất do dự việc cho con cái đến trường bởi chúng cũng là lực lượng lao động rất hiệu quả. Kasida là một bà mẹ đơn thân của 5 đứa con. Cô không cho đứa con gái lớn đi học bởi cô cần nó kiếm tiền để trang trải cuộc sống đang rất chật vật và khó khăn của gia đình. Con gái lớn của tôi năm nay 16 tuổi rồi, nó phải làm việc. Nếu nó không lao động thì cả nhà tôi không có đủ thức ăn. Theo ông Thomas Chandy, giám đốc điều hành tổ chức Save the Children ở Ấn Độ, hàng triệu trẻ em nước này không được trang bị các kỹ năng cơ bản như những trẻ em cùng trang lứa. Thực tế, trẻ em nghèo không có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục, bởi vậy chúng thường thiếu những kỹ năng cơ bản như làm toán và đọc. Tổ chức Save the Children đang thực hiện một chương trình trao đổi với các chuyên gia giáo dục đến từ châu Á và châu Âu nhằm xây dựng một chương trình giáo dục cho trẻ em đường phố, chuẩn bị kiến thức để các em có thể đến học tại các trường chính quy. Ấn Độ đang đầu tư mạnh vào giáo dục và đặc biệt là hướng tới trẻ em đường phố để đảm bảo rằng mọi trẻ em đều được đến trường.